Từ trước đến nay, điều kỳ lạ khi khám phá không gian xa xôi là ngoài hệ mặt trời của chúng ta với rất nhiều hành tinh và đa số các hành tinh đều có mặt trăng của riêng mình, thì các nhà thiên văn học lại không thể tìm thấy điều này ở các hệ sao khác. Thực tế, việc tìm kiếm một vệ tinh tự nhiên của các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời là một nhiệm vụ khó khăn vì nhiều lý do. Đầu tiên là khoảng cách giữa chúng ta với các hành tinh quá xa dẫn đến thiếu thiết bị quan sát tin cậy. Thêm nữa, việc các mặt trăng thường có khối lượng quá bé nên thường sẽ không quan sát được. Tuy nhiên, mới đây các nhà thiên văn học có thể đã phát hiện một mặt trăng quay quanh một ngoại hành tinh giống sao Mộc. Ứng cử viên ExoMoon, hay còn gọi là vệ tinh ngoài hệ mặt trời, này có thể đang quay quanh một hành tinh có tên Kepler-1708b. Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra những dấu hiệu về một ngoại hành tinh quay quanh một hành tinh cách xa hơn 5.000 năm ánh sáng. Nếu nó là thật, nó có thể là ống thoát nước đầu tiên mà họ đã tìm thấy, nhưng việc phát hiện này không thể đưa ra kết luận gì. Trước đây, các nhà khoa học đã tìm thấy một vài ứng cử viên ngoại vi chưa được xác nhận. Trong số đó, đáng chú ý nhất là ứng cử viên quay quanh hành tinh có tên Kepler-1625b do David Kipping tại Đại học Columbia ở New York và nhóm của ông phát hiện. Trong số khoảng 300 hành tinh được quan sát bởi kính viễn vọng không gian Kepler, Kepler-1625b là một hành tinh khí khổng lồ, thể tích của nó to gấp 10 lần sao Mộc, trong khi mặt trăng của nó nếu tồn tại sẽ có khối lượng tương đương với sao Hải Vương. Theo một số cách phân loại, hai vật thể này có thể được phân loại thành một hệ hành tinh kép. Ngoài ra, khó có thể biết được mặt trăng với kích thước lớn như vậy lại ngoan ngoãn quay xung quanh hành tinh chủ. Trong trường hợp Kepler-1625b được xác nhận là có một mặt trăng bay xung quanh mình, thì kích thước của hai vật thể thiên văn này khó tạo ra một quỹ đạo di chuyển ổn định. Các nhà khoa học từ lâu đã nhận định rằng các mặt trăng có khối lượng lớn có xu hướng sẽ bay ra khỏi quỹ đạo của hành tinh mẹ. Điều này được xác nhận khi các nhà khoa học đã quan sát tới 284 hành tinh và không hề bắt gặp khả năng có một mặt trăng bay xung quanh chúng. Trong lần tìm kiếm tiếp theo của các nhà nghiên cứu thông qua dữ liệu Kepler, họ tập trung vào việc tìm kiếm các mặt trăng quay quanh các hành tinh ngoại giống như sao Mộc. Những hành tinh này ít nhất là lớn bằng một nửa sao Mộc với chu kỳ quỹ đạo tương đối dài. Họ đã tìm thấy 70 thế giới như vậy và sắp xếp chúng. Kepler tìm kiếm các hành tinh bằng cách quan sát ánh sáng của các ngôi sao. Khi một hành tinh đi qua phía trước ngôi sao của nó, ánh sáng từ ngôi sao sẽ giảm đi. Và điều này sẽ xảy ra theo chu kỳ đều đặn khi hành tinh quay quanh quỹ đạo. Nếu có mặt trăng, nó sẽ làm cho ánh sáng của ngôi sao bị giảm đi, vì mặt trăng cũng đi qua phía trước của ngôi sao. Trong số 70 thế giới được phát hiện, Kipping và các đồng nghiệp của ông đã tìm thấy 3 thế giới, trong đó mô hình chứa cả hành tinh và mặt trăng, so với mô hình chỉ chứa một hành tinh, ánh sáng của các ngôi sao mạnh hơn đáng kể. Sau khi đào sâu hơn, họ cho rằng một số những tín hiệu đã tác động tới chuyển động của kính thiên văn và một trong những tín hiệu khác tác động tới hoạt động trên bề mặt ngôi sao. Kipping cho biết, trong hai trường hợp đầu tiên, chúng tôi khá chắc chắn rằng chúng không có thật, nhưng trong trường hợp cuối cùng, chúng tôi không thể loại bỏ được mặt trăng này. Hành tinh thứ ba đó được gọi là Kepler-1708b và kính thiên văn đã quan sát thấy nó đi qua phía trước ngôi sao của nó hai lần. Cả hai đều có thêm những vết lõm nhỏ trong ánh sáng sao, có thể là do mặt trăng. Các nhà nghiên cứu tính toán rằng có khoảng 1% khả năng phát hiện là giả do tín hiệu gây ra bởi tiếng ồn. Nếu ExoMoon là thật, nó có kích thước gấp 2,6 lần trái đất, lớn hơn nhiều so với bất kỳ mặt trăng nào được nhìn thấy trong hệ mặt trời của chúng ta và chỉ nhỏ hơn một chút so với ExoMoon quay quanh quỹ đạo Kepler-1625b chưa được xác nhận. Theo Kipping, điều đó có vẻ kỳ lạ, nhưng nó không có nghĩa là những mặt trăng khổng lồ này có khả năng phổ biến ở ngoài này. Nếu nó nhỏ hơn nữa, tín hiệu sẽ không đủ mạnh để Kepler phát hiện ra nó. Nếu nó không lớn đến mức này, thì chúng tôi không có cách nào tìm thấy nó. Bất kỳ cuộc khảo sát nào về mặt trăng với Kepler được coi là một cuộc khảo sát siêu trăng. Theo Rene Heller tại Viện Max Planck về nghiên cứu hệ mặt trời ở Đức cho biết, ngay cả với một mặt trăng tiềm năng có kích thước lớn như vậy, các quan sát này vẫn chưa thể khiến các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận gì. Thông thường các nhà thiên văn học thích ánh sáng một ngôi sao có ít nhất 3 lần giảm, và chúng tôi chỉ có 2 lần cho Kepler-1708b.
Ngoài ra, ngôi sao tương đối mở nên tín hiệu không đặc biệt mạnh, nên chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc liệu Kepler-1708b có mặt trăng hay không. Ngoài ra, việc tìm thấy các exomoon cũng mở ra cơ hội tìm thấy sự sống ngoài hành tinh. Và có nhiều khả năng các hành tinh khí khổng lồ nằm trong khu vực có thể sinh sống được cũng sẽ lưu trữ nhiều mặt trăng có thể là thế giới có thể sinh sống được. Các nhà khoa học không thực sự biết nhiều về việc có bao nhiêu mặt trăng trong vùng sinh sống của các ngôi sao như mặt trời của chúng ta, nhưng họ biết rằng những hành tinh khí khổng lồ lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta chứa nhiều mặt trăng, như sao Mộc có 69 mặt trăng và sao Thổ với 62 mặt trăng. Cho đến nay, việc tìm kiếm các thế giới có thể sinh sống được chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm các hành tinh giống trái đất trong vùng có thể sinh sống được của ngôi sao của chúng. Nhưng đây không phải là kiểu thế giới duy nhất mà chúng ta có thể tìm thấy các điều kiện có thể sinh sống được. Tuy vậy, nếu xét đến trái đất thì việc có mặt một mặt trăng lớn là rất quan trọng trong việc ổn định độ nghiêng của trái đất và từ đó giúp khí hậu trên hành tinh của chúng ta khá ổn định. Tuy nhiên, trong các mô phỏng chi tiết hơn do Jack Lissauer của Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA thực hiện cho thấy rằng nếu không có mặt trăng thì trái đất trên thực tế sẽ chỉ bị chao đảo khoảng 10 độ, tức không đủ để tạo ra môi trường quá khắc nghiệt đối với sự sống. Ngoài ra, các nhà thiên văn học cũng phát hiện ra rằng nếu hành tinh tự quay với tốc độ cao, một ngày dưới 10 giờ thì trục của nó cũng rất ổn định và do đó không cần thiết phải có mặt trăng riêng thì mới có sự sống. Nếu chúng ta giả định mỗi hành tinh khổng lồ có nhiều mặt trăng, thì nghiên cứu này đã giúp tăng gấp đôi hoặc thậm chí nhiều hơn số lượng các thế giới có thể sinh sống được mà chúng ta có thể quan sát trong vũ trụ. Thật vậy, nếu xét đến số lượng dự kiến của những mặt trăng này trong khu vực có thể sinh sống được của ngôi sao của chúng, rất có thể những dấu hiệu sự sống đầu tiên được tìm thấy bên ngoài hệ mặt trời, nếu nó tồn tại, thực sự có thể được tìm thấy trên một mặt trăng, chứ không phải là hành tinh giống như trái đất.